Trong video này mình sẽ giới thiệu những cái tính năng hay của điện thoại Realme nha các bạn. Để cho các bạn nào mà sắp mua những cái smartphone của Realme hoặc đang sử dụng các thiết bị của Realme thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái tip hay để tận dụng tốt hơn chiếc điện thoại này nha. Rồi, bây giờ mời các bạn theo dõi video. Cái tiện ích đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đó chính là cái phím tắt này nha các bạn. Đối với những chiếc điện thoại của LG hay là của Nokia, chúng ta sẽ có double tap để tắt màn hình. Còn trên cái thiết bị Realme thì không có, nhưng mà Realme đã trang bị cho chúng ta một cái biểu tượng này, biểu tượng hình chìa khóa nha. Các bạn cứ tìm nó trong các cái thư mục á, rồi các bạn sẽ kéo xuống cái thanh phía dưới, thì khi đó các bạn ở trong cái màn hình nào thì cũng có được, và các bạn chỉ cần bấm vào đây là tắt. Đó là cái tiện ích thứ nhất. Khi mà các bạn đang ở trong ứng dụng á, ví dụ như các bạn sẽ vào cái phần trình duyệt Chrome đi, các bạn muốn khóa nhanh trong trình duyệt Chrome này mà không muốn thoát ra ngoài, các bạn có thể vuốt ở đây và các bạn sẽ đưa cái màn, cái biểu tượng khóa vào trong cái cạnh hông này để khóa luôn ha. Đó, cái đó là một cái tiện ích nữa. Và để có được cái biểu tượng của cái chìa khóa này thì các bạn cũng đưa nó vào, ví dụ như là các bạn chạm ở đây nè, chỉnh sửa nè, các bạn có thể thêm, bấm vào dấu cộng để thêm, ví dụ như mình sẽ thêm cái album ảnh vào nữa nha. Đó, xong album ảnh nó nằm ở đây nên nó có thêm được nhiều cái đó. Một cái tiện ích nữa là trong phần gọi điện này nha các bạn, ví dụ mình sẽ bấm 900 thử cho các bạn xem nha. Gọi. Và cái điện thoại Realme này nó đã tích hợp sẵn cái trình ghi âm cuộc gọi vào đây nha. Đó, các bạn chỉ cần bấm ghi âm cuộc gọi là nó ghi âm thôi. Các bạn sẽ vào cái phần cài đặt nè, ghi âm cuộc gọi, các bạn có thể cài đặt nè, ghi âm tất cả cuộc gọi nha. Các bạn có thể bật lên ghi âm tất cả cuộc gọi. Ở đây nó cho phép chúng ta cài đặt là ghi âm số được chỉ định nè, ví dụ các bạn có thêm một cái số mặc định nào đó thì để ghi âm, còn không thì các bạn có thể chọn gọi rồi ghi âm cũng được. Ngoài ra trong phần cuộc gọi, Realme cũng cho phép chúng ta là chặn và lọc cuộc gọi nè. Đó, danh sách đen, rồi danh sách trắng, chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn luôn, rất là tiện lợi nha. Nó trang bị rất là nhiều thứ có sẵn. Và ở đây nó cho phép chúng ta là bật đèn flash nhấp nháy khi có cuộc gọi tới. Thì các bạn bật lên thì khi có cuộc gọi tới thì cái đèn flash phía sau camera nó sẽ nhấp nháy y như là iPhone, dành cho các bạn nào cần cái tính năng đó nha. Rồi một cái tính năng nữa là nó liên quan đến phần máy tính nha các bạn. Ví dụ như mình sẽ vào phần ứng dụng máy tính của Realme nè. Đó, thì cái phần máy tính này có một cái ưu điểm là các bạn sẽ bấm vào cái phần tỷ giá nè, nó sẽ cập nhật tỷ giá giữa đô la Mỹ và Việt Nam. Ở đây giả sử là mình sẽ cho là một đô la Mỹ, là các bạn cho nó làm mới nè, các bạn vuốt xuống để nó làm mới và nó sẽ lấy cái đó, cập nhật lúc 5 giờ 16 phút ngày 27 tháng 8 năm 2020 nha. Dành cho các bạn nào mà hay theo dõi giá tiền các kiểu á, sẽ rất là thuận tiện. Ngoài đô la Mỹ thì đây nó còn hỗ trợ ví dụ như là nhân dân tệ nè, đô la Hồng Kông, đô la Canada, bảng Anh, Yên Nhật, Hàn Quốc, đồng Euro, rồi đồng Indina. Nói chung là rất là nhiều các loại tiền tệ khác nhau, hầu như là rất là nhiều luôn, rất là nhiều loại tiền tệ khác nhau. Một cái tiện ích nữa là FM nha. Đó, thì đây là một cái tính năng là ngày xưa thì hầu như các điện thoại cơ bản hay là điện thoại smartphone ngày xưa đều có, nhưng mà gần đây các nhà sản xuất đã không còn trang bị tính năng này nữa. Và hiện tại thì Realme có, nhưng mà chúng ta cũng phải cắm tai nghe vào để cái tai nghe làm anten. Rồi, ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn một cái tai nghe nha. Bây giờ mình sẽ cắm vào để nó làm đóng vai trò như một cái anten đó. Đó, các bạn có thể dò kênh đó và chọn giữa lo trong và lo ngoài các kiểu. Thêm một cái tính năng nữa là trình quản lý điện thoại mà Realme đã tích hợp sẵn cho các smartphone của hãng. Là lúc trước mình đã có làm một cái video hướng dẫn dùng cái phần mềm này để kiểm tra khi mà các bạn mua máy cũ á, thì bên ngoài ra thì nó sẽ còn rất là nhiều cái tiện ích khác nhau. Ví dụ như vào đây lúc trước là kiểm tra thành phần thì nó sẽ kiểm tra khi mà bạn mua máy cũ để xem thiết bị có bị lỗi gì hay không. Thì nếu các bạn muốn xem lại cái video đó thì mình đã để cái link ở dưới phần mô tả nha. Còn đây nó sẽ có bảo vệ thanh toán, ví dụ như các bạn sẽ vào những cái ví dụ như là Zalo Pay hay là Vietcombank gì đó, nó sẽ bảo vệ thanh toán nha. Đó, Momo, Zalo Pay, Vietcombank, nó sẽ quét cho chúng ta an toàn hơn. Và nó có tích hợp sẵn quét virus và các cái ứng dụng độc hại, tiệp độc hại này kia nữa nha các bạn. Đó,
các bạn có thể quét virus mà không cần phải tải thêm. Thì nó cho phép là dọn dẹp lưu trữ nè. Đó, nó sẽ cho phép, nó sẽ xóa những cái tập tin đó, bộ nhớ tạm, để chúng ta dọn dẹp cái bộ nhớ nữa nha các bạn. Dọn dẹp lưu trữ. Rồi ở đây chúng ta sẽ có quyền bảo mật. Riêng cái phần mềm mà tích hợp sẵn này thì có rất là nhiều cái tính năng được trang bị sẵn ở trong đây. Tiếp theo các bạn sẽ vào phần cài đặt nha. Rồi các bạn sẽ kéo xuống vào cái phần mà dịch vụ thông minh nè. Các bạn sẽ bật cái trợ lý thông minh này lên. Ở đây nó có lái xe thông minh nữa, nhưng mà mình thì không có xe ô tô để lái cho nên là chưa sử dụng tới tính năng này. Và khi các bạn bật trợ lý thông minh lên thì các bạn sẽ vuốt qua phía bên trái màn hình. Thì nó sẽ, các bạn có thể tùy chỉnh được. Các bạn bấm vào cái dấu cộng này nè. Đó, ở trên ví dụ như là mình chọn là lịch đi ha. Lịch. Rồi ở đây có cái trình điểm bước chân để cho các bạn theo dõi sức khỏe luôn. Realme cũng đã tích hợp sẵn. Đó. Rồi có thể các bạn có thể thêm vào cái danh bạ yêu thích nè. Đó, ở đây là những cái đề xuất các bạn có thể thêm ảnh, rồi thêm chức năng nhanh. Rất là nhiều cái tiện lợi nha. Và mình chỉ để như vậy thôi. Đây là cái cách mà mình cài đặt nè các bạn. Đó. Ở đây thì có nhiệt độ, ở đây có lịch. Rồi ở đây chúng ta có trình điểm bước chân. Thì cái phần danh bạ này thì mình chưa có thêm vào nha. Đó, như ngày hôm nay thì mình đi được là 11.263 bước và tương đương sẽ là 7,5 km. Nó rất là phù hợp với các bạn mà muốn giảm cân á, chúng ta cũng không cần phải có thêm những cái thiết bị đeo, thì chỉ cần cái điện thoại thôi thì chúng ta có thể quan sát, có thể kiểm soát được cái vấn đề mà đi hàng ngày của mình á, tập luyện hàng ngày, nó tiện lợi hơn nha các bạn. Đây là một cái tính năng để bảo vệ sức khỏe. Rồi một cái tiện ích tiếp theo nữa cho các bạn, đó là cái phần ảnh của Realme được tích hợp sẵn này nè. Ở trong đây thì các bạn sẽ, ví dụ như ở đây cái tấm ảnh này nha, mình sẽ ví dụ cho các bạn xem nha, mình sẽ xóa nó đi. Mình sẽ xóa tấm ảnh này đi. Đó. Khi sau khi xóa xong rồi các bạn sẽ vào phần album nè, các bạn muốn phục hồi lại thì ở đây nó có cái phần mà ảnh đã xóa nè nha các bạn. Đó, quá trời ảnh đã xóa nè. Thì những cái ảnh đã xóa này nó sẽ được giữ trong cái phần này trong vòng 30 ngày. Nếu sau 30 ngày thì nó mới xóa hẳn nha các bạn. Đó, thì các bạn có thể phục hồi lại cái ảnh, nó tương tự như trên cái LG. Mình thấy cái tính năng này cũng rất là hay nha. Có một cái tính năng này nữa nha các bạn. Ví dụ mình cầm điện thoại như vậy nha. Đó, mình ngửa lên thì nó lại sáng cái màn hình lên. Khi đó chúng ta có thể coi giờ hoặc là có thể là coi nhanh được cái thông báo nha. Mà không cần phải mở khóa vân tay hay gì hết. Thì để kích hoạt cái tính năng này, các bạn sẽ vào cái phần cài đặt nè. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần mà công cụ và tiện ích. Trong cái phần công cụ và tiện ích thì nó sẽ cho phép chúng ta cài đặt rất là nhiều thứ. Cái tính năng lúc nãy á, là cử chỉ và chuyển động nha. Cử chỉ và chuyển động. Đó, các bạn sẽ bật cái tính năng mà nhấc màn hình lên. Nhấc màn hình, nhấc lên để bật màn hình nè. Thì nó còn cho phép các bạn là bật cái này lên thì chụp ảnh màn hình bằng 3 ngón tay nha. Ví dụ như các bạn sẽ kéo 3 ngón tay như vậy là nó sẽ chụp ảnh màn hình. Sẽ nói thêm về cái phần mà này nữa, cái phần ví dụ như kéo bàn ngón tay chụp màn hình, thì trong cái phần chỉnh, cái phần mà chỉnh sửa hình ảnh của Realme cũng rất là mạnh nha các bạn. Các bạn có thể là bấm vào cái phần chỉnh sửa nha. Thì ở đây nó sẽ có phần nhãn dán nè, đó, nó trang bị cho chúng ta rất là nhiều cái nhãn dán nè. Rồi những cái bộ lọc màu sắc rất là đẹp, đặc trưng của Color của Apple á. Rồi có cái phần vẽ tay này, vẽ tay chúng ta có thể thêm ví dụ như hình vuông, hình tròn để chú thích trên những cái ảnh đó. Màu sắc các bạn có thể chọn rất là nhiều màu khác nhau nha. Rồi nó sẽ có phần làm đẹp nè. Rồi cái phần chúng ta có thể thêm gõ văn bản vào đây nữa. Đó, các bạn có thể chỉnh. Tức là nếu như cái nhu cầu mà sử dụng chỉnh sửa hình ảnh của các bạn là cơ bản, các bạn sẽ không cần phải tải thêm một cái trình chỉnh sửa hình ảnh thứ ba nữa, mà chúng ta có thể sử dụng luôn cái trình chỉnh sửa hình ảnh trên cái thiết bị của Realme nha. Nó rất là mạnh mẽ, mình cảm thấy như vậy. Đó. Rồi nó còn cho phép là cuộc gọi thông minh. Thì cái phần cuộc gọi thông minh này thì các bạn sẽ lật để tắt tiếng cuộc gọi đến. Thì cái tính năng này tương tự như cái thiết bị của Nokia ngày xưa, ví dụ như là 8800. Rất là nhiều thiết bị của Nokia được trang bị tính năng này nha các bạn. Rồi trả lời cuộc gọi khi để gần tai. Nếu các bạn bật lên nó có cuộc gọi tới, các bạn chỉ cần để gần tai thì nó sẽ tự động trả lời cái cuộc gọi mà chúng ta khỏi cần phải vuốt bắt máy. Cũng rất là hay nha.
ta sẽ có nhắn giữ phím nguồn trong vòng 0,5 giây để đánh thức Google Assistant. Đó, ví dụ như mình sẽ thử nha. 0,5 giây. Đó. Khi đó cái phím này, cái phím nguồn nó sẽ tận dụng luôn làm cái phím Google Assistant cũng rất là hay. Rồi chúng ta có thể tùy chỉnh được các cái nút điều hướng, ví dụ như là vuốt từ hai cạnh nè, phím ảo nè, vuốt lên, cử chỉ đơn giản. Nói chung là rất là nhiều cái cài đặt mà các bạn có thể tham khảo trong đây. Thanh bên hông là lúc nãy đó. Thanh bên hông là cái thanh mà mình vuốt qua để đó, cái này nè các bạn, đó, thanh bên hông. Các bạn có thể kích hoạt trong cái phần mà công cụ và tiện ích nha. Sẽ có cái phần mà nhân bản ứng dụng nha. Nhân bản ứng dụng thì đối với những cái ứng dụng như sử dụng OTT, mạng xã hội như Facebook, Messenger hay là Viber, Zalo, các bạn có thể bật lên. Ví dụ như cái Zalo đi, các bạn có thể bật lên để tạo ra một cái Zalo thứ hai. Ví dụ như nó mặc định cho chúng ta là cái tên là Zalo nhân bản nha, chúng ta có thể đổi tên khác. Đó. Thì khi đó các bạn kéo ra ngoài màn hình này thì chúng ta sẽ có một cái Zalo nhân bản. Thì khi đó các bạn có thể đăng nhập một cái tài khoản khác, sử dụng hai tài khoản song song rất là tiện lợi. Thì cái tính năng này cũng rất là nhiều thiết bị có rồi, nhưng mà đây cũng là một cái đặc trưng mà khi mà mua Realme các bạn sẽ được có nha. Ở đây chúng ta có cái phần mà không gian trò chơi nữa nha các bạn. Thì đây là dành cho các bạn mà chơi game á. Các bạn có thể thêm những cái trò chơi tải về ở đây. Tách màn hình ứng dụng, có thể chia vuốt màn hình lên. Đó, nó sẽ chia màn hình ra làm hai phần. Khi đó ở trên sẽ một cái ứng dụng khác và ở dưới sẽ là một cái ứng dụng khác. Thì với cái kích thước mà 6,3 inch á thì nó chia làm hai phần như vậy, cũng các bạn có thể sử dụng để lướt web hoặc là vừa lướt web vừa xem video ở trên cũng rất là thuận lợi nha các bạn. Còn bể quỹ các bạn chỉ cần kéo xuống thôi. Thì đó là những cái tính năng hay mà các thiết bị Realme có trang bị dành cho những cái bạn nào sắp mua điện thoại Realme á, thì chúng ta hoặc là đang sử dụng điện thoại Realme, chúng ta có thể là tận dụng những cái tính năng hay này, những cái tính năng hay này nha các bạn. Rồi nếu như các bạn mà biết thêm những tính năng hay khác thì các bạn có thể comment phía bên dưới video nha. Và mình xin kết thúc video tại đây. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.